Vì là xin chào nghìn lẻ một thành đô trên nửa mùa hay là cả mùa. Tới đây chị Kính sẽ chỉ làm về tất tần tật những idol trên cao tốc. Fan muốn gì thì chỉ chiều nấy. Như này thì có xứng đáng nút like và nút đăng ký kênh không nhở? Vào việc luôn thôi. Câu 1, đố bạn đây là TikToker nào? Không thể không biết đến TikToker Gonping với hàng triệu video, triệu view. Cô nàng bỗng dưng nổi lên với những content chất như nước cất, không đụng hàng với ai. Ai chẳng muốn nhìn xinh, ai chẳng muốn lên sóng được lung linh. Em cũng muốn được khen được ngắm nhìn. Em biết mình có thiếu sót ở đâu, em cũng biết mình có thể bay cao. Sống ảo nhưng em không hề sống âu. Câu 2, Gonping được mệnh danh là gì? Nickname được Giang Cơ Mận đặt cho Gonping. Không tự nhiên mà cô nàng nhận cơn mưa lời khen như vậy đâu. Mấy thánh đu idol đã cúi người thán phục trước hàng loạt video của chị Gonping chưa nào? Tôi gọi nó không được mày. Con gái còn đứa gì mà đi giờ này chưa chịu về nữa. Lát về nhà biết tay tôi. Không có chịu học hành gì hết nha. Bà cũng bà không mà bà chiều nó đó. Ba mẹ chưa ngủ hả? Mày đi đâu giờ này mày mới về? Mày đi đâu? Thôi. Con qua nhà con tính học bài, mai thi rồi. Mày đi học hành cái gì mà 1-2 giờ sáng mày mới về? Thôi, con nó học mệt rồi, để cho nó ngủ đi đi con. Trời ơi, ba mẹ ngủ ngon nha. Câu 3, vậy chị con có thích cái tên mà Giang Cư Mận đặt cho mình không nhỉ? Nói là không thì cũng không phải, mà có thì cũng hơi sai sai. Thay vào đó thì cô thấy hơi áp lực về tính độc lạ của những video tiếp theo. Nhưng mà cô nàng cũng đang cố gắng chinh phục nụ cười của khán giả đấy. Gonping là gì không? Hot girl TikToker Gonping, tên thật là Nguyễn Nghi Văn. Cái tên nghe đã thấy độc lạ rồi. Bảo sao mà content của chị lúc nào cũng khác thường nhỉ? Ha ha. Sinh năm 1999 này, có một cuộc sống viên mãn với chồng mới cưới và chồng của chị ấy cũng là người luôn đứng sau và ủng hộ mọi việc của vợ. Xứng đáng là trai tài gái sắc trong màn ảnh Việt nhỏ. Ông bà nào chọn cả hai đó, chuẩn rồi nha, tận 20 triệu view cơ mà, quá xá rồi bà con ơi. Câu 7, trước khi dấn thân vào làng giải trí top top, Gonping từng làm công việc gì? Xuất thân từ nền tảng marketing, Gon đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, bảo sao mà trở thành bà hoàng content, được đông đảo bộ phận giới trẻ đón chào. Câu 8, nội dung video của chị Gonping giống với nội dung của TikToker nào? Chính chủ thớt đã chia sẻ rằng cô may mắn được bén duyên với TikTok nên đã
đã làm ra những content mới lạ và không bị trùng với những kênh khác, một like cho sự sáng tạo của bà God nha. Dàn lòng rằng sẽ quên, quên tình yêu trao đến mấy lâu, quên đi từng chiếc hôn với những gì dần trao đến nhau. Mà sao chẳng thể quên khi ngần ngà khúc hát dấu yêu, để cứ tìm cứ mong trên con đường mình anh vẫn bước. Một TikToker chuyên chia sẻ những kiến thức khoa học và bí quyết giảm cân đấy. Vậy drama đó có liên quan đến sản phẩm gì? Drama nổ ra khi Gonpin đăng một clip hài hước quảng cáo cho sản phẩm giảm cân. Trong clip, cô đưa ra thông điệp uống một viên ăn thoải mái mà vẫn giảm cân. Về phía Phan Bảo Long, anh lên án việc TikToker nhận quảng cáo sản phẩm hại người tiêu dùng như vậy. Anh cũng khẳng định việc uống viên sủi mà có thể ăn gà rán hay là uống trà sữa mà không cần tập luyện vẫn giảm cân là sai sự thật nha. Vậy sau đó, Gonpin đã làm gì? Chị Gonpin đã khóa bình luận và để ẩn video. Sau đó thì cô đã lên clip để xin lỗi, thông báo đã đối chất với nhãn hàng. Nhãn hàng có nói phải kết hợp tập luyện, nhưng phía Gonpin đã cắt bỏ nên đã gây ra hiểu lầm. Sản phẩm này gây hại đến sức khỏe của người dùng thì mình vừa là nạn nhân khi bị sự phủ sóng của quảng cáo lừa, mà vừa là người có lỗi khi đã giới thiệu sản phẩm đến mọi người trong khi mình thiếu kiến thức về chuyên môn. Rất mong mọi người có thể cùng mình kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ phía brand. Một lần nữa, Gon xin chân thành xin lỗi tất cả mọi người. Tôi bị hay, Gonpin hay đóng video với TikToker nào nhỉ? Rồi, đương nhiên là chị Tín Nguyễn rồi. Cặp bài chung này đúng là quá đỉnh. Anh em muốn tôi khui bí mật của bà Tín thì like video đi nhé. Tình một lòng như đó liên hoa tầm trời. Chị đi học không chưa? Không có gì nữa. Sợ má. Mong phố đâu thì được ra gì. Em xin lỗi anh Hải. Chị Hải, em chưa? Câu 13, clip cục cưng của chủ tịch còn đóng với TikToker nào? Diễn viên cùng đóng với Gon ở trong video đó, cơ mà cục cưng này cũng hơi chiến đấy nhá. Còn bà Gon thì xịt keo không kém. Câu này khó nè, đố các bạn biết
Gòn làm công việc gì? Đứng sau người phụ nữ hài hước như Gòn Pink là ông chồng kinh doanh bên lĩnh vực bất động sản. Mặc dù hai vợ chồng làm khác ngành nghề nhưng mà vẫn luôn ủng hộ và chia sẻ với nhau đấy. Video khám phá về TikToker Gòn Pink đến đây là hết rồi. Nhớ like video và đăng ký kênh để chị Kinh có động lực ra thêm những video khám phá TikToker nhé.